Câu 16, 17, 18, 19 này các em. Đây. Cũng thế, ta tiếp tục làm để các em nghĩ rõ hơn nha. Ở 16, freedom is something. Freedom, tự do là một cái gì đó. Mà vì nó, millions have given their life. Hàng triệu người đã gì cống hiến cuộc sống của họ, đã cho mạng sống của họ. Have given their life, cuộc sống của họ. Vậy tự do là một cái gì đó mà vì tự do đó, vì cái đó hàng triệu người đã cống hiến cuộc đời của họ. Như vậy for cái gì đó các em, something đằng trước, for vì cái đó. Như vậy là một cái gì đó mà vì đó, từ từ ta for ở đây đó các em, thì lẽ something ta phải dùng chữ that, mà vì chữ for ở đó ta không được dùng cái đó, mà for gì đó các em, for which, vì đó, for which billion have given their life. Hoặc câu số 7, it is easy to find faults in people with life. Thật là dễ để gì là tìm ra những lỗi ở trong những người mà chúng ta ghét. It is easy to find faults in people. Thật là dễ, mà it is easy dễ, to find fault, tìm ra những lỗi in people, trong những người, in people, trong những người, people là người mà chúng ta ghét. We dislike, chúng ta ghét. Như vậy, người nói trống không như vậy, mà dùng cho người. Chúng ta ghét là chủ từ này, rồi chúng ta là chủ từ này, ghét là gì, dislike, ghét, ghét ai, ghét người đó là tục từ. Tục từ lúc này là ai đây, là những người. Như vậy people vậy, cho nên ta phải dùng thay thế người mà làm tục từ. Ta cho gì vào đây, whom, whom we dislike. Như vậy câu gọi là it is easy to find fault in people whom we dislike, chúng ta ghét. Đó là em đây không nào. Còn cho chữ đáp vào được không các em? Thế họ các em có cho chữ đáp vào được không? It is easy to find fault in people that we dislike, được không? Ta không nên dùng chữ đáp ở đây, bởi vì people là nói trống không, người. Đó là các em, không được dùng vào đấy nhé. Câu số 18, the road along, con đường mà, dọc theo con đường đó, we were traveling wrong, và chúng tôi đã đang đi du lịch vòng quanh đó. Vòng quanh gì? Its way, con đường của nó thì up into the mountain, lên tới núi. Rồi. Vậy con đường mà dọc theo đường chúng tôi đang đi đi đó thì đã wrong its way, uốn lượn cái đường của nó lên tới đỉnh núi. Vậy the road along, along là một giới từ đấy, cùng dọc theo đó, chân dọc theo con đường đó. Vậy ta dùng cái gì? Along which, là cái em. Không được dùng along that, bởi vì trước là giới từ. Câu 19, the really happy people, really happy people, người mà hạnh phúc thật sự. Ado là những người mà người làm gì đây? Enjoy their daily work, vui hưởng công việc hàng ngày của họ. Enjoy their daily work. Và những người hạnh phúc thật sự là những người mà người đó vui hưởng hạnh phúc thật sự của họ. Đây. Vậy the really happy people are those. Those là những người. Đằng sau là cần phải một chủ từ. Bởi vì sao? Bởi vì là enjoy là động từ rồi. Cho nên ta cho gì vào đây? Who enjoy their daily work. Là những người. Thấy thế chưa? Ok. Ở kèm nhé. Làm bài tập như cho thầy. Câu kế tiếp kèm. We must find a time. Chúng ta phải tìm ra một cái một lúc nào đó mà we can meet, chúng ta có thể gặp nhau. And a place, là một cái nơi nào đó we can talk, chúng ta có thể nói chuyện. Và chúng ta phải tìm ra a time, một cái thời gian nào đó là cái mà chúng ta có thể gặp nhau. Vậy a time cho ta thể chú như nào? Thì đây, when we can meet. And a place là một nơi chốn như nào? Where we can talk, chúng ta có thể nói chuyện. Ta dùng thời gian thay vào chữ where, when, và a place thay vào chữ where. Hoặc là câu số 14, 21. The decision, quyết định was postponed, đã bị hoãn lại. Cái quyết định đã bị hoãn lại là gì? Were exactly what he wanted, là cái mà chính xác, là đó chính là chính xác là cái mà ông ấy muốn. Vậy cả cái quyết định mà bị hoãn lại nó phải cái quyết định hoãn lại cả cái vấn đề đó, thay một cả mệnh đề đằng trước đó kia. Thì ta dùng cái gì là đầu thì nói rồi, which. Which thay thế cả đằng trước. Cái quyết định đó nói lại là cái mà chính xác là cái mà mình muốn. Which was exactly what he wanted. Hoặc câu số 22.
were a number of union member at the meeting. Có nhiều cái union member, những thành viên công đoàn at the meeting, ở tại buổi họp. Có nhiều thành viên công đoàn buổi họp. Nhưng mà một số người người thành viên đó were very young, thì rất là trẻ. Rất nhiều thành viên công đoàn, đã có nhiều thành viên công đoàn ở tại buổi họp. Mà một số người người trong thành viên đó thì rất là trẻ. Về several of, sau chữ từ đó, đó là người ta dùng một dùng như đây. Sau of thì mặc dù là động từ đằng vua đằng sau là chủ từ, mà vì sau chữ từ of ta phải dùng đại từ vào đấy và làm túc từ vào đó. Thì câu này phải dùng several of, of thì nào, of whom, một số người đó. Several of, chủ từ là several, several of whom, số người đó, who are very young, thì rất là trẻ. 22 các em nhé. Ta qua phần loạt hình bài tập khác. Để cái là gì? Thứ hai là gì? Join these pair of sentences by means of relative pronoun. Nối kết, join, nối kết these pair of sentences. Đi là những cái này, pair of sentences là cặp câu, là nối kết những cặp câu để lại với nhau by means of, bằng cách của, bằng cái gì? Relative pronoun, đại từ quan hệ, and relative adverb, và một đại từ và một trạng từ quan hệ. Ok. Put the relative, đặt những cái đại từ đó in bracket vào trong ngoặc đơn if they can be omitted. Nếu chúng có thể được loại bỏ đi. Bỏ đi ta đánh dấu khung đóng ngoặc đơn vào. Còn không ta giữ nguyên. Như vậy ta có một số các câu bài tập theo sau. Câu số 1, thầy làm câu kèm coi. The women understand me best, see my mother. Người phụ nữ mà hiểu tôi nhất, cô ấy là, bà ấy là mẹ tôi, she's my mother. Như vậy, hai câu tách rời ra, bây giờ nối lại với câu, thì sao lại kèm? Kèm nhớ nối câu là gì? Là cái từ đi đằng trước, nó thay thế đằng trước nó. Khi người ta dùng đại từ quan hệ làm sao để thay thế đằng trước nó? Đầu nhất là, the women, người phụ nữ hiểu tôi nhất, bà ấy là mẹ tôi, người đó là mẹ tôi. Như vậy, ta phải chọn người phụ nữ là người mà hiểu tôi nhất là mẹ tôi. Đó là đó, đúng không em? Như vậy, câu đề nghị là gì nào? The women who understand me best is my mother. Chứ who ở đầu, the women who understand me, who đó thay thế the women đằng trước. Làm chủ từ động từ understand, understand đằng sau. Động từ she chủ từ sau bỏ đi, is my mother, là mẹ tôi, bởi vì chủ từ ở trên là the women is my mother. Như vậy câu số 1 phải là gì? The women who understand me best is my mother.